trồng xong cái ổi thì lại thừa ít đất với lại có trộn phân nhưng hơi phí các bác. Đấy, cái ổi này thì em như lẽ nói thì em vành quanh quanh cái gốc của nó rồi để cho nó phát triển bộ bệ. Đấy, sau này bệ nó ok rồi thì tháo ra thôi, đi chơi thôi. Đấy các bác nhé. Đấy thì còn còn tí đất đang định nghỉ nhưng mà thôi đang rửa tay đang bẩn thì trồng nốt cái cụ cái ông Mai Chiếu Thủy này. Nó từ cái đợt mà còn rét rét ấy mua về các bác vẫn còn cuốn cái bao bao bao, bao tải này. Đấy, ướt xó nhà, ướt xó sân, không tưới tắm gì mà vẫn sống, vẫn có hoa, vẫn có hoa thơm thơm gì, nhìn thơm thơm mới để ý thấy biết trồng nó lên nó tội nghiệp quá. Sẵn ít đất đây mới lại đây này các bác này, cái thịt của cái đá ong các bác, vừa nãy em đào để lấy cái quét lại cái lỗ để quét lại cái lỗ để cho cái cây ổi vào ấy. Thì bây giờ lấy cái thịt của nó đây để trồng. Đấy, trồng được các bác nhé. Và tính thay nốt cái chậu cho cái cây dưới này cho nó tạo thời chuyên nghiệp tí, để chậu này nó hơi lôi thôi định cho vào cái kia, không biết thành công không nhưng mà tính thế lại để chuyển trồng cho cái ông ngoài chứ mình đã phí quá ngọt nhé. Rồi trồng rồi này, không có cái gì cầu kỳ đâu, cứ cho lên chậu sau này nó đẹp đẽ thì tí kia. Rất tài, khỏe. Mua mấy trăm nghìn nhưng vô được quá. Giờ đi còn mua ủng hộ mấy ông ở chợ Vạn Phúc. Vẫn như nhà mình bây giờ nó mới lắm đồ lắm cơm này. Đấy. Rất nhiều hoa đấy quá, không đơn giản mà. Bệ biết ghê gớm phết đấy. Cứ để đấy đã, cho nó phát triển ạ. Đấy, cứ vậy thôi các bác, chả có gì cầu kỳ. Nhấc cây lên, cho đất vào, xong. Cây nắng ươm mà các bác. Mai Chiếu Thủy này khỏe lắm. Tí nữa quay cái bộ bệ nó, hướm phết các bác, không đơn giản đâu. Để đợi ống dưới này nhá, ống dưới này mới căng đấy. Rồi phải gọt đi, với ống dưới này bầu rất là dày. Mưa này không sao, làm luôn. Từ đây quá nhỉ.
dễ các bạn. Mọi người ra ngoài thôi. Rồi, đúng thế. Ái da. Được. Cắt hơi nhiều rễ đấy. Phát triển này. Không mưa không dám làm quá. Thank you.
Đấy các bác, thế là xong hai cây. Thì cây mai chú thủy này, đầu tiên cây mai chú thủy này nó gần hết mùa hoa, nó vẫn còn hoa đấy các bác nhé. Đấy, vẫn rất xanh tốt, bệ rễ của nó xung quanh thì rất là ổn các bác. Một cái cây bé mà bệ rễ ổn, tương lai bonsai là chơi được. Đấy, dễ để dễ xung quanh đều thật tắt, dễ thở rất to này. Đấy, phía trước nó là một bông đây, cũng có hình một bông ở đây và một ngọn này, ba bông. Bây giờ thì phá thế rồi, thả thôi. Đây là củ dối mini đây, cao tầm một găng tay này, găng tay. Mặc dù cây này rất đơn giản, trực đơn giản nhưng mà em rất là thích, nó có nét gì đấy đó, nó trực mà lại hơi quái chút, tán dày lá nhỏ xanh mướt, rất là thích. Bonsai rất là hay nhưng mới hay chậu cho nó một tí cho nó ổn định cái chậu này, không có để chậu kia nó đất nó sâu quá. Đấy, cây này mọc rêu rất là ok đấy. Mới cắt nó nhiều dễ quá, hơi đau. Đây đẹp thế đấy các bạn nhỉ. Ổn đấy. Được các bác nhỉ, chơi hay đấy. Cây này mà bày nó có rêu á, nó có rêu để một cái bàn cờ kia hoặc cái tiểu cảnh gì ấy dưới tán cây hay phết đấy, đẹp nó hơn là những cái cây khác đấy các bác nhỉ. Rồi ok, như vậy là tạm thời hoàn thành, còn mấy cây lôi thôi đằng kia xử lý nốt thì có thời gian xử lý nốt các bác. Rồi chưa rồi, ăn cơm rồi, chúc các bác cuối tuần vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.